Vâng, tiếp tục trong buổi trưa nắng ngày hôm nay lại là một chiếc xe một chủ từ mới vừa về cửa hàng xong. Con này mà các bác mà không nhanh tay chốt đơn thì chỉ có mất hình thôi. Một chiếc xe Toyota Wigo nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, xe Nhật Bản nhập khẩu và đây là một hãng xe lớn nhất tại thế giới luôn. Toyota sản xuất năm 2019, một chiếc xe rất là đẹp với đồng sơn này. Đó, các bác nhìn này, màu sơn trắng ngọc trinh nhá, rất là đẹp đẽ, tuyệt vời. Xe thì mang biển Quảng Ninh 14A41777. Đây là một chiếc xe tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, lăn bánh được 4,6 vạn, lốp còn zin nguyên dàn, xe thì còn cứng và cam kết là không có lỗi lầm, không đâm va tai nạn ngập nước, máy số thì chạy cực ngon lành và động cơ máy chỉ có 1.2, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 4,5 lít đến 5 lít trên 100 cây ạ. Rất là tiết kiệm luôn. Và dòng này thì là dòng xe mà đi càng lâu bền thì càng lo lành. Toyota thì sedan có Vios, còn hatchback thì là có cái dòng Wigo này. Một dòng xe mà rộng rãi hơn Morning E10, thực sự là rộng hơn này, kiểu dáng cũng hay hơn này. Máy số thì động cơ 1.2 cũng khá là khỏe. Và đặc biệt là xe thì 4 quả lốp còn zin nguyên, cứng cáp không lỗi lầm, bao cam kết là không có đâm va tai nạn ngập nước nha. Nên là các bác yên tâm, về là chỉ có việc đi thôi. Xe chính tên chính chủ mua ngay tại Toyota Quảng Ninh và đi đã được hơn 3 năm rồi. Thế nhưng mà được cái là chất xe này thì lành bền vô đối luôn, kiểu dáng thì thanh thoát. Và đây là một chiếc xe bản G2019. Vâng, với bản G2019 dòng Wigo ấy ạ, các bác bỏ ra một cái số tiền rất là rẻ thôi. Con này chỉ có 325 triệu đồng, các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe hatchback thời thượng, form dáng đẹp, kiểu dáng ok, máy số ngon gầm chắc và điều hòa thì mát lạnh. Tất cả các chức năng thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Nội thất bên trong xe là nội thất ghế da, trần da đẹp tuyệt vời luôn. Nói chung là không chê được câu nào. Đấy, tất cả các cái tay phanh, tay cần số hay là vô lăng của xe thì gần như là mới tinh luôn, đẹp luôn. Đấy, màn hình kết hợp rồi. Nói chung là có cả cam lùi cho các bác, nên là các bác yên tâm, về là các bác chỉ có việc chạy thôi. Động cơ máy nổ rất là êm. À, đăng kiểm thì chiếc xe thì đến tận tháng 5 năm 2023 luôn. Thời tiết nắng nóng cái này thì việc review xe cũng là một cái hạn chế. Nhưng bác thực sự là tôi cảm là xe vừa về xong ngon như thế này em phải review lên sóng ngay. Nói chung là ai mà thích cái dòng này thì là cơ hội cho các bác, để các bác có thể là dinh được một chiếc xe ngon mà không có lỗi lầm về gia đình để mà đi Tết. Tầm này các bác mua xe thế này là tầm Tết đến nơi là ok rồi. Còn 2 tháng nữa thôi là đến Tết âm và ta có thể là đi chiếc xe này du xuân, du ngoạn thì đi cả gia đình rất là yên tâm và an toàn. Đấy, máy thì đang nổ, xe thì đang chạy, thế nhưng mà thực sự là đúng là đứng đây không nghe tiếng máy luôn. Sơn xi tôn vỏ căng và các bác nhìn này, các cái phần nhựa này nó còn đen xì mới bóng luôn này, không hề có lỗi nhá. Đấy, cản trước, cản dưới, cản trên của xe này còn nguyên này. Đấy, hệ thống đèn gầm đây, các bác nhìn hệ thống đèn gầm này, đèn halogen 35W nhá. Đấy, đèn gầm căng sáng luôn, không có lỗi này. Sơn xi đồng cản đẹp này, không chảy xước này. Hệ thống đèn bên này, bầu đèn pha bên phụ của nó là rất là sáng bóng luôn đấy, mới tinh luôn, đèn này là như mới luôn này. Bầu bóng đèn halogen pha bi halogen của xe thì rất là căng, và đèn pha của xe đây ạ, rất là sáng bóng luôn. Tất cả hệ thống đèn của xe thì nói chung là không chê được một câu nào luôn. Đây các bác nhìn này, đèn pha rất là đẹp luôn nhá, bóng sáng và không có lỗi lầm. Đấy, đèn halogen thì ánh sáng vừa đẹp và kiểu dáng cũng rất là yên tâm. Đấy, cản dưới xe đây ạ. Đấy, bầu đèn gầm này, bóng đèn gầm này sáng bóng luôn này. Đấy, cản trước này. Đấy, các bác nhìn tất cả các cái nhựa cản của xe là sạch sẽ và không có chảy xước gì cả. Biển số rõ ràng nhá, không có gãy vỡ, không có rạn nứt này. Đấy, nói chung là xe thì cam kết cho các bác rồi, không có đâm va tai nạn nên là các bác yên tâm. Đấy, tôn vỏ này, ngon lành phở luôn. Xi nhan tích hợp, đấy, gương kính điều chỉnh điện không cụp xòe nhé các bác nhá. Còn này chỉ gương kính này, đấy, xi nhan tích hợp bên ngoài. Và được cái sơn sườn này. Úi, tôn này. Đấy, các bác nghe tiếng tôn ạ. Vâng, tôn nó rất là mỏng luôn. Cái dòng Toyota thì người ta làm tại sao mà nó lại rẻ? Rẻ vì là tôn nó mỏng, nhưng mà được cái là xe rất là chắc. Đấy, keo chỉ bao zin được các bác luôn này. Chỉ zin nhá, chỉ này zin nguyên bản luôn này. Ốc này là chưa tháo này, và răng cao su thì vẫn còn rất là nét. Đấy, tappy sạch sẽ. Kính điện auto này. Lên xuống bình thường. Em bây giờ là em sẽ đóng cái kính này vào để làm sao mà ngồi trong xe cho nó mát. Vâng, chưa thực sự là thời tiết nắng nóng cái này, đứng ngoài review cũng là đau khổ phết đấy các bác. Thế nhưng mà mình review cho các bác để các bác có một chiếc xe ngon. Đấy, các bác nhìn này, trần này, trần da nhá, con này là trần da này. Đấy, trần da đẹp căng luôn này, không lỗi nhá. Đấy, trà nhạc nhau đập bình bình. Đấy, em tắt bớt cái tiếng đi.
Cái này thì có màn hình VTMK kết hợp với cam lùi. Đấy. Nói chung là về cái màn hình này thì cũng khá là hiện đại như một con điện thoại Android. Màn hình cỡ lớn luôn, dùng rất là sướng và phê đấy các bác nhá. Vô lăng của chiếc xe là vô lăng đúc này, nhựa này, các bác nhìn này, sần nó còn nguyên. Gần như là cảm giác như là mới lấy từ trong hãng chui ra. Nếu mà bọc ni lông quanh này nữa thì thôi rồi, đúng chấm điểm 10 cho chất lượng luôn. Logo không bay màu đấy, túi khí an toàn đầy đủ. Và chiếc xe này thì có hai cái túi khí cho cả người lái và người ngồi bên cạnh đấy. Phần mặt táp lô đây các bác nhìn này đấy, vân sần còn nguyên, gần như là đẹp như mới à. 2019, 3 năm hay chạy 4.6, 4.6 chuẩn không tua nhá. Thế nhưng mà chất xe thì rất là yên tâm luôn. Đấy, về là các bác chỉ việc đi thôi. Bản lề cánh cửa đây đẹp căng từng cm luôn này, kể cả các cái ốc này. Đấy các bác nhìn này, nó căng đều luôn. Đấy, đèn đóm gạt mưa gạt kính là các thứ là hoạt động bình thường. Con này phun nước thì hơi nhiều tí. Đấy, phải nói thực sự là nước phun hơi ác luôn đấy. Nó nhiều chứ nó không tơi như là những cái dòng xe khác. Còn đâu là nội thất ghế da thì ghế da màu đen mấy cam pha chỉ cam. Phải nói thực sự là cũng cách điệu như là những mẫu xe thể thao. Nhìn như kiểu con Ford quay chắc ấy. Vâng. Và đặc biệt là nội thất bên trong xe thì rất là rộng các bác nhá. Nội thất ghế này đây các bác nhìn này, khoảng chân này cũng rất rộng này, để chân thoải mái này, sàn này sàn nỉ này, sạch sẽ luôn và không có lỗi. Đấy, tem nhãn đầy đủ luôn. Đấy, bản lề này, ốc áp chuẩn chỉ luôn. Đinh các cái ốc này còn nguyên bản luôn này. Đấy, không có lỗi lầm. Vâng. Dòng này nói chung là chạy thì bền lành và máy thì rất là tiết kiệm luôn. Động cơ máy của hãng Toyota thì các bác biết rồi. Vâng, và con này thì sử dụng động cơ máy là đua VTBI, chỉ keo bao zin các bác nhá. Vâng, táp pin sạch. Xe thì có thể gọi là một chiếc xe lướt được. Vâng, lăn bánh 4 vạn thật đấy, nhưng mà về chất của xe thì gần như là mới tinh, không có lỗi lầm. Đấy, khoảng để chân phía trước đã rộng rồi, đằng sau này còn rộng nữa này các bác nhỉ. Đấy, khoảng để chân để đồ cũng rất là thoải mái nhá. Để chân cho người hàng thứ hai cũng rất là rộng. Con này thì rộng hơn hẳn Morning với i10 luôn, khẳng định với các bác luôn. Đây là các bác nào mà thích xe gia đình cỡ rộng thì cứ chơi cái con Wigo này là ok. Đấy, giá tiền của nó chỉ có 325 triệu đồng thôi, nhưng mà đã có ngay được một chiếc xe ngon lành phở. Đấy, lốp zin nguyên dàn, la răng đúc thể thao đẹp. Đấy, đèn hậu của xe thì là đèn cách điệu các bác nhìn này, đèn cách điệu nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Có hệ thống led giả này kết hợp với đèn pha này. Đấy, và các cái bầu này của nó thì căng sáng luôn, không có lỗi nhá. Đèn hậu đây cũng thế này. Đấy, các bác nhìn đó. Vâng, hậu kết hợp với xi nhan bên này. Đấy, tất cả hệ thống đèn được thiết kế khá là luột là. Tem nhãn còn nguyên, logo Wigo 1.2 bản G. Và con này được mua tại Toyota Quảng Ninh nhá, một chủ từ mới đấy ạ. Vâng, một chủ từ mới luôn nhá, không lỗi lầm, bao cam kết cho các bác rồi. Tất cả các thứ của xe thì còn zin nguyên bản và chưa có thay thế chỉnh sửa gì cả. Đấy, sơn xi sạch sẽ, cam lùi đầy đủ. Và con này thì mở cốp thì mình sẽ phải mở từ phía bằng trên hoặc là mở chìa. Đấy, nó rất là an toàn, tránh cái trường hợp mà đây, cốp mở đây. Cốp mở nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Đấy, mình mở cốp nhẹ nhàng này. Đây gọi là cửa sau, chính xác gọi là cửa sau chuẩn hơn. Đấy, cửa lên rất là nhẹ nhàng. Toàn bộ cái không gian này sạch sẽ khỏi bề bàn thôi. Đấy, không gian bên trong này sạch sẽ này, sàn lót cao su này. Đấy, lót sàn cao su nhựa đúc. Và bên này thì ai chà, lốp sơ cua đây các bác này. Lốp sơ cua này lốp chưa hạ lần nào nhá. Đấy các bác nhìn này, lốp sơ cua còn nguyên bản, chưa có hạ lần nào cả, lốp vẫn còn mới. Đấy, các cái đồ này của nó còn tươi luôn này. Xe 2019 nhìn nó khác hẳn so với xe 2009 các bác ạ. Nhưng mà đúng rồi, tiền nào của đấy. Úi giời, bị cháy sáng. Đấy, các bác nhìn này, các cái con ốc này. Đấy, các cái con ốc tai này còn nguyên bản luôn. Đấy, keo chỉ bao zin, xe cứng và cam kết cho bác là không có lỗi lầm. Và nói chung là bên em thì xe bán rất là nhanh. Thế nên là bác nào mà quan tâm đến những chiếc xe này á, thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp. Đấy, bàn luận cho nó nhanh để làm sao mà chốt được cho mình một chiếc xe gia đình đi rất là yên tâm và an toàn. Đấy, form xe rất là đẹp luôn đấy các bác nhá. Đẹp luật là mà không chói lóa. Đấy, một chiếc Toyota Wigo. Đấy các bác nhá, tôn mỏng luôn đấy các bác nhá. Dòng này tôn nó mỏng. Xe thì không được dán 3M chống ồn nên là gõ tôn biết ngay. Đấy, chỉ keo bao đẹp, kính bao led luôn này. Đấy, tất cả các chức năng thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Bản lề này nó còn căng như này, gần như là không có vết đi luôn này. Đấy, còn mới tinh luôn đấy các bác nhá. Cái móc khóa này còn mới tinh luôn. Lốp đằng sau cũng là lốp zin nguyên dàn. Đấy, 2019, lốp dày.
Đấy, nói chung là xe này thì người ta chạy quá là ổn luôn, êm luôn. Máy số thì ngon. Đấy, hiện nay máy đang nổ từ nãy giờ đây, nhưng mà phải nói là được cái là nó êm và tiết kiệm. Dòng này các bác chạy mà không tải thì mức tiêu thụ của nó chỉ khoảng 1 lít 2 lít trên 1 tiếng thôi. Và rất là ít luôn. Đấy, rất ít nhá. Còn các bác chạy có tải thì đương nhiên là nó sẽ phải rơi vào tầm khoảng 4 lít rưỡi 5 lít rồi. Đấy, gạt mưa gạt kính nhẹ nhàng sạch sẽ. Không lỗi lầm. Đấy. Và các bác cái dòng này thì các bác cứ đi thôi, không phải làm gì cả. Chỉ đổ xăng và chạy thôi. Đấy, vừa nãy em bật cái gạt mưa và máy thì đang nổ đấy. Động cơ máy đang nổ, không có báo lỗi một chút nào nhá. Có cam lùi cho các bác luôn này. Cam lùi với màn hình VTMK. Đấy. Gạt mưa này. Gạt mưa kính sau đây. Đấy, có gạt nhá, hoạt động bình thường. Không, tất cả các chức năng của xe này là hoạt động hoàn toàn bình thường hết. Đấy, điều hòa mát lạnh, màn hình ngon lành bổ rẻ. Và bây giờ thì ta sẽ cùng ra khoang máy đã. Vâng, con này thì máy số rất là sạch sẽ, động cơ máy 1.2. Nhỏ nhắn, xinh xắn mà lại tiết kiệm nhiên liệu luôn các bác. Vâng. Khoang máy của chiếc xe. Đấy, động cơ VTVI, đua VTVI. Máy số thì bao zin từng con ốc luôn. Đấy, đảm bảo cam kết cho bác là máy số zin nhá, keo đuôi còn nguyên này. Đấy, tất cả ốc của xe nó còn nguyên bản luôn, chưa có tháo mở gì cả. Vâng. Và xe thì rất là cứng luôn, chạy rất là êm, máy số ngon, gầm chắc. Đấy. Và phần đầu hậu đây, các bác nhìn này. Đấy, đầu răng tai đèn nó còn nguyên bản luôn này. Không có lỗi nhá. Và các bác nào mà thích cái dòng xe này thì các bác có thể là qua bên em xem xe trực tiếp. Đấy. Lái thử và nói chung là xách xe về thôi. Con này thì nói chung là chả chê được câu nào rồi. Đấy. Xe ngon và chất thì khỏi bàn. Đấy. Một chiếc Toyota Wigo đời 2019 nữa các bác nha. Nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, và được phân phối bởi Toyota Việt Nam. Đấy, các bác nhìn gầm này. Gầm nó còn đẹp căng như mới luôn này. Đấy, xe nó vẫn còn cứng đẹp. Và dòng này thì nói chung là lái thì rất là sướng, êm, khỏe, chắc chắn, lành. Đấy. Số thì hộp số tự động, đi rất dễ dàng và cảm giác ngồi bên trong thì rất thoải mái, không hề bị gò bó tức bách. Mà mặc dù đây là một mẫu hatchback nhá các bác nhá, mẫu hatchback nhưng mà cảm giác ngồi bên trong xe nó rất là rộng luôn, như những mẫu sedan. Đấy, thế là bác nào mà thích cái dòng xe này thì các bác có thể là qua bên em xem xe trực tiếp. Đấy, xe ngon thế này không mua thì hơi phí. Vâng, cảm ơn các bác nhá, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Auto. Và cái này thì em đảm bảo cam kết cho các bác là xe không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn ngập nước, không phạt nguội. Đấy, đầy đủ khi mà bàn giao cho các bác luôn. Đấy, giấy tờ hồ sơ pháp lý là bao tranh chấp. Đó, ok các bác, cảm ơn các bác nhé.